Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào đáng chú ý nhé. Khoảng 8 giờ tối ngày 7 tháng 5, bầu trời vùng biển huyện Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bao phủ một màu đỏ máu kỳ lạ chưa từng thấy. Người già địa phương lắc đầu cho biết trong đời chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngày 8 tháng 5, tức ngày 8 tháng 4 âm lịch, cũng chính là ngày Phật đản. Chiều hôm đó, ở Hàng Châu, Thiệu Hưng và nhiều nơi khác đều nghe thấy tiếng nổ lớn không rõ nguyên nhân. Từ Ngũ Đài Sơn, bất ngờ có tuyết rơi dày đặc đến dị tượng bầu trời trên núi Phổ Đà xuất hiện màu đỏ máu. Từ núi Nga Mi bất ngờ xuất hiện quầng mặt trời đến chuyện nắng nóng bất thường ở Ấn Độ. Những điềm báo kỳ dị ấy đang cảnh tỉnh điều gì cho thế nhân? Liệu thế giới lại sắp có biến động gì to lớn? Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng với Tin Mới bàn luận về câu chuyện này. Thưa quý vị, câu chuyện bầu trời máu ở Chu Sơn, Trung Quốc gần đây đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của dư luận. Theo nhiều nhân chứng, vị trí bầu trời màu đỏ xuất hiện ở vùng biển phía đông của quần đảo Chu Sơn, hơn nữa càng gần đường chân trời thì bầu trời càng đỏ đậm hơn. Hiện tượng thiên văn kỳ lạ này đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng và lọt vào danh sách tìm kiếm nóng. Có người cho rằng đó là hiện tượng tán xạ Rayleigh, tương tự như núi lửa đỏ sau một vụ núi lửa phun trào. Một quan điểm khác cho rằng đó là hiệu ứng quang học của mây ti trên cao, còn có một cách nói là liên quan đến đám mây động đất. Nhưng cách giải thích nực cười nhất chính là tuyên bố của chính quyền, nói rằng đây là sự khúc xạ và tán xạ của ánh sáng trên những chiếc thuyền đánh cá trên đại dương, dùng để dụ bắt cá thu đao. Có cư dân mạng đặt câu hỏi rằng bây giờ không phải là lúc ngừng đánh bắt cá hay sao? Thuyền đỗ ở bến tàu, vậy còn mở đèn nhử cá để làm gì? Đó là chưa kể đèn của ngư dân liệu có thể soi sáng cả một vùng trời rộng lớn vô biên đến thế nào. Mà nếu thực sự là ánh đèn tàu phát ra thì hiện tượng này chắc chắn không hiếm gặp trong đời. Nó phải là một hiện tượng thường gặp mới phải. Xem ra lời giải thích này thật quá gượng ép. Cuộc đời có rất nhiều điều kỳ lạ mà con người ta chưa thể tiếp cận, nhưng một số người luôn dùng cây gậy khoa học để gõ vào đó và chụp mũ thành mê tín dị đoan. Kỳ thực khoa học chỉ dựa trên bằng chứng mắt thấy tai nghe, nó không coi trọng lắm vấn đề cảm thụ tâm linh hay những gì thuộc về thế giới siêu nhiên. Trung Hoa xưa kia là cái nôi của văn hóa nhân loại. Khoa học Trung Hoa cổ đại cũng đã nghiên cứu đến những điều mà khoa học thực chứng ngày nay phải bó tay. Nhưng giờ đây, người dân Trung Quốc sống dưới một chế độ tôn sùng vô thần, hầu như đã đánh mất hết linh giác, tín ngưỡng, niềm tin tâm linh của mình. Đó thực sự là một điều đáng buồn. Lại nói chuyện bầu trời máu, nếu tra xét lại trong lịch sử nhân loại, ta hoàn toàn có thể tìm được những trường hợp tương tự, và mỗi lần bầu trời máu xuất hiện chính là điềm báo cho thảm họa tương lai. Ở thời đại Asuka, Nhật Bản, cách đây 1.400 năm, vào đêm ngày 30 tháng 12 năm 620, bầu trời Nhật Bản bao phủ một ánh sáng đỏ rực. Vào thời đó, việc bầu trời có màu đỏ máu bị xem là điều rất không may. Quả nhiên, một loạt các sự kiện đã xảy ra ở Nhật Bản sau đó. Chỉ 3 tháng sau, vào ngày 3 tháng 3 năm 621, Thái tử Sotoku qua đời, hoàng gia rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau. Mãi đến năm 645, sau khi thiên hoàng Kotoku kế vị, mọi chuyện mới được dẹp yên. Các giải thích sau này đều cho rằng bầu trời màu đỏ là do hoạt động mạnh của mặt trời, cộng thêm các hạt năng lượng cao phá vỡ từ trường của trái đất và vào các nguyên tử trong tầng khí quyển khi các cực từ trường thay đổi. Kiểu giải thích theo khoa học này thật khó hiểu với đông đảo quần chúng. Hãy cùng tìm hiểu một trường hợp khác. Tối ngày 10 tháng 9 năm 1770, tức năm Càn Long thứ 35, cả một vùng trời ở Bắc Kinh, Sơn Đông và Sơn Tây đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu. Hiện tượng này kéo dài trong suốt 9 ngày. Sử chép rằng ngày 28 tháng 7, khí đỏ phủ khắp cả bầu trời phía Bắc cả ngày lẫn đêm. Ngay cả Hoàng đế Càn Long cũng hoảng hốt, cho rằng trời cao nổi giận nên đã ban chiếu chỉ miễn tịch thu thuế ruộng trên khắp cả nước. Người dân nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi đến nỗi mặt mày sám ngoét, quỳ mọp xuống đất không đứng dậy. Nếu vẫn còn nửa tin nửa ngờ thì trong sách sử của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã ghi lại sự kiện tương tự kéo dài 9 ngày.
Ban đêm một luồng sáng đỏ như nôn ra máu khiến người ta phát sợ, thất ẩn thất hiện ở vùng trời phương Bắc, giống như một quái thú khổng lồ sắp ló đầu, muốn nuốt chửng mặt đất bất cứ lúc nào. Năm 2017, các nhà khoa học Nhật Bản đã công bố luận văn trên tạp chí Vật lý Thiên văn cho rằng sự kiện bầu trời màu đỏ máu năm 1770 là do hoạt động trên quy mô siêu lớn của mặt trời gây ra. Như vậy, dù là giải thích bằng khoa học, thực chứng có phần nông cạn bề mặt thì người ta cũng đã thừa nhận rằng bầu trời máu là hệ quả của việc mặt trời hoạt động mạnh và hàng loạt hiện tượng vật lý khác. Thế còn bầu trời máu ở Chu Sơn thì sao? Nhóm nghiên cứu vật lý không gian của Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc xác nhận rằng, theo quan sát, hoạt động địa từ ngày 7 tháng 5 nói chung bình lặng. Hoạt động mặt trời trong những ngày trước cũng không có gì bất thường. Vậy thì về cơ bản, ta có thể loại trừ khả năng bầu trời máu ở Chu Sơn là có nguyên nhân từ hoạt động của địa từ và mặt trời. Đêm máu và trăng máu, dị tượng báo điểm xấu. Ở Trung Quốc thời cổ đại, trăng máu xuất hiện báo trước sẽ có điểm dữ to lớn và xã hội cũng sẽ đối mặt với tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Trăng máu là dấu hiệu của chí âm và chí hàn, cho thấy thế gian chính khí yếu, tà khí vượng, oán khí thịnh, ác khí cường, gió mây biến chuyển, núi sông gào thét, thiên hạ hỗn loạn, khói lửa tứ bề. Trong dân gian, trăng máu là trăng dữ, là điểm xấu, sẽ xảy ra rất nhiều vụ án oan sai kèm theo hoạn loạn như đói kém, chiến tranh, tà dâm. Trong cuốn Kinh Thị Yêu Chiêm có chép, nếu mặt trăng đổi màu sẽ có tai ương, màu xanh là màu đói kém và lo lắng, màu đỏ là chiến tranh và binh đao, màu vàng là đức hạnh và niềm vui, màu trắng là hạn hán và tăng tóc, màu đen là thủy tai, con ngựa bị bệnh và chết. Sử sách còn ghi chép rằng trăng máu xuất hiện thì vận nước sẽ suy tàn, khí số đã tận như rơi vào ngục tù. Cuốn Khai Nguyên Chiêm Kinh nói, khi mặt trăng biến thành màu đỏ, chính là sẽ có ma quỷ xuất hiện. Nguyệt thực mà mặt trăng biến thành màu xanh sẽ có sự tình khiến người ta lo lắng. Nguyệt thực mà mặt trăng biến thành màu đỏ là sẽ có chiến tranh phát sinh. Nguyệt thực mà mặt trăng biến thành màu vàng thì sẽ tổn thất tiền tài. Nguyệt thực mà mặt trăng biến thành màu trắng thì sẽ có ôn dịch. Nguyệt thực là màu đen thì sẽ có lũ lớn. Hiện tượng nguyệt thực từ trên xuống dưới cho thấy hoàng đế có vấn đề trong việc cai quản đất nước. Nguyệt thực từ dưới lên trên là biểu thị quân tướng không tuân thủ pháp luật. Nguyệt thực bắt đầu từ bên cạnh là biểu thị chính sách quốc gia không đúng, thừa tướng không có tài cán. Những điều này đều là hiện tượng của chiến tranh, cũng chính là nói mặt trăng màu đỏ ấy là báo hiệu chiến tranh sắp xảy ra. Ở châu Âu thời xưa, trong máu được coi là báo trước đại thẩm phán ngày cuối cùng đối với nhân loại. Trong Kinh Thánh, trong máu báo trước cảnh tượng ngày cuối cùng, truyền thuyết kể rằng trong máu sẽ đánh thức thế lực đen tối, ác ma đáng sợ nhất là Satan sẽ xuất hiện và giải phóng những con quỷ khác và bọn chúng bắt đầu giết hại nhân loại. Chương thứ 6 của sách Khải Huyền trong Kinh Thánh nói, tôi thấy khi con chiên mở ấn thứ 6 có động đất mạnh, mặt trời tối đen như vải, thợ dệt bằng lông, mặt trăng hoàn toàn da như máu. Sao trên trời xa xuống đất, tựa những trái vả xanh rụng xuống từ cây vả bị gió lớn lai mạnh. Nói cách khác, khi mặt trăng đỏ như máu xuất hiện, điều đó có nghĩa là ngày tận thế sắp đến. Nam Tể Thư, một trong nhị thập tứ sử của Trung Quốc ghi lại, tháng 4 năm thứ nhất niên hiệu Vĩnh Thái vua Tề Minh Đế, xuất hiện nguyệt thực sắc đỏ như máu. Đến ngày thứ 3, quan đại tư mã Vương Kính Tắc giấy binh tạ phản. Ngay sau đó, ngày 6 tháng 9 năm 499, siêu trong máu lại xuất hiện. Vào ngày trong máu, toàn quân của Thủy An Vương, người đang mưu đồ xoán quyền đoạt vị đã bị tiêu diệt. Thủy An Vương cũng mất mạng. Vào năm Long Khánh thứ 6 của triều đại nhà Minh, thời Minh Mục Đế, tức năm 1572, trăng máu xuất hiện. Vào năm này, tại huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc đã xảy ra hạn hán nghiêm trọng, chiến loạn không ngớt, muôn dân lầm than, trai tráng trong nhà bị bắt đi lính, phụ nữ già trẻ địa phương bởi mùa màng thất thu mà phải chịu cảnh đói kém, xác chết đầy đường, khổ không thể tả. Thê thảm nhất là vào ngày 24 tháng 4 năm 1644, Sấm Vương Lý Tự Thành dẫn quân công phá thành Bắc Kinh, Hoàng đế Sùng Trinh hết đường trốn chạy, phải treo cổ tự vẫn trên núi Vạn Thọ. Nhà Minh diệt vong, một vương triều đã kết thúc vào đêm trăng máu xuất hiện. Năm 1863, quân Thanh bao vây tiêu diệt quân Thái Bình ở vùng sông Đại Độ, tỉnh Tứ Xuyên.
Sau đó thủ phủ Thiên Kinh bị quân Thanh công hãm, Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn đã bị diệt vong và năm đó cũng đồng thời xuất hiện Trăng Máu. Sau khi siêu Trăng Máu và Trăng Sói xuất hiện vào ngày 21 tháng 1 năm 2019, ngày 19 tháng 2 Tết Nguyên Tiêu theo truyền thống Trung Quốc và Tết Xuân Phân vào ngày 21 tháng 3 cũng đều xuất hiện siêu trăng, ngày 26 tháng 12 lại xuất hiện nhật thực hình khuyên. Kết quả là vào cuối năm, đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, virus cúm Vũ Hán đã nhanh chóng lan ra khắp nơi và nó vẫn đang không ngừng đột biến, lây lan khắp thế giới cho đến tận hôm nay. Tối ngày 26 tháng 5 năm 2021, siêu trăng, Trăng Máu và Nguyệt Thực Toàn Phần, loại hiện tượng thiên văn cực hiếm thấy này lại xuất hiện cùng lúc. Tối ngày 19 tháng 11, trên bầu trời lần nữa xuất hiện Trăng Máu dài nhất thế kỷ 21. Chỉ hơn 3 tháng sau đó, chiến tranh Nga-Ukraine bất ngờ bùng nổ và nó lần nữa đã ứng nghiệm lời tiên tri trong cuốn Ất Tỵ Truyện của Lý Thuần Phong, Đời Nhà Đường. Mặt trăng nếu đổi màu, có ý là tai ương, màu đỏ thì là xung đột và chiến tranh. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo của Tin Mới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.